Thì nhưng mà nhìn kỹ là toàn là tiếng tàu không à, không biết xài làm sao luôn. Bây giờ bấm nó cũng không biết làm sao luôn các bạn. Bây giờ mình bấm sợ là nó xịt bậy tùm lum tùm la là ức nhẹp luôn á. Đây, cho các bạn đi xem một vòng luôn nha, ở sân bay của Đài Loan. Đây là lần đầu tiên mình tới Đài Loan nè các bạn. Dạ. Đây, mừng quá. Rachel, viện thẩm mỹ của bác sĩ Dũng Mang tại Mỹ, cung cấp các dịch vụ làm đẹp, điều trị da công nghệ cao, laser, Senature, Thermismooth, Hydrofacial, Microneedling và nhiều công nghệ hiện đại khác để loại bỏ nám, mụn, tàn nhang và các dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ toàn diện trên cơ thể. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 770-814-9533 để được tận tình phục vụ. Hey Brand, xin chào tất cả các anh chị, cô chú và các bạn đã quay trở lại channel Hello Lam Tài nha các bạn. Thì bây giờ là mình đang chuẩn bị đi ra sân bay để mà đi về Việt Nam các bạn. Thì đây là một chuyến đi về Việt Nam rất là ngắn luôn. Và chuyến đi này là mình về Việt Nam để mình đưa mẹ của mình sang Mỹ định cư các bạn. Thì sau khoảng gần 1 năm rưỡi thì mình làm giấy tờ, thì bên văn phòng của bên mình làm giấy tờ cho mẹ của mình. Thì mẹ của mình đã có ngày phỏng vấn, thì có khoảng 1 năm rưỡi thôi là cái hồ sơ nó xong hết rồi các bạn. Thì đây có thể nói đây là một cái diện bảo lãnh trong gia đình nhanh nhất, tức là con có quốc tịch Mỹ bảo lãnh cho cha mẹ thì mất khoảng 1 năm đến 1 năm rưỡi thôi là hồ sơ đã xong và đi Mỹ các bạn. Cho nên trong cái chuyến đi lần này thì mình sẽ về để mà rước mẹ mình sang Mỹ định cư. Thì bây giờ là hành lý cũng đã xong hết rồi. Thì thực sự thì lần này mình về rất là ngắn, mình về có 10 mấy ngày thôi. Thì trong cái video lần này mình về đó thì mình sẽ không có đi hãng Korean Air nữa. Thì ngày trước thì các bạn thấy thì mình hay đi hãng Korean Air, hãng của Hàn Quốc, nhưng mà lần này thì mình muốn đi hãng khác để mình sẵn mình review và mình muốn trải nghiệm một cái dịch vụ mới nữa của hãng China Airlines các bạn. Thì đây là hãng của nước Đài Loan chứ không phải của Trung Quốc. Mới đầu mình nghe là hãng China Airlines mình tưởng là của Trung Quốc nhưng mà không phải, và đây là hãng của Đài Loan. Thì để mà biết là cái dịch vụ của cái hãng này như thế nào và giá vé mình mua của cái hãng này ra sao, thì trong cái video đầu tiên này các bạn sẽ được biết thêm về cái dịch vụ của hãng hàng không China Airlines của Đài Loan các bạn ha. Thì cho nên là lần này đó thì cái chuyến đi nó sẽ khác hơn, nó dài hơn một chút xíu và đương nhiên là cái giá tiền nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Vậy thì chút xíu nữa mình sẽ ra sân bay rồi mình check in và mình trong cái video này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn biết là giá cả mình đặt chuyến bay này bao nhiêu tiền và mình sẽ đi mấy chặng và mình sẽ dừng ở đâu và nghỉ ở đâu và mình về Việt Nam mất bao nhiêu tiếng đồng hồ nha các bạn. Và trong những cái video sắp tới nữa thì các bạn sẽ thấy được hành trình của mẹ mình đi từ Việt Nam sang Mỹ, cũng như là trước chuyến đi thì mình sẽ làm một vài những cái video nữa ở tại Bến Tre. Thì trong lần này về thì mình chỉ ở tại Bến Tre thôi chứ mình không đi Sài Gòn các bạn ha. Thì rất là gấp rút nhưng mà mình cũng rất là hy vọng sẽ làm được nhiều cái video để cho anh chị cô chú và các bạn xem cái hành trình của mẹ mình đi từ Việt Nam sang Mỹ định cư. Ok, thì thôi bây giờ là mình chuẩn bị ra sân bay nha các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở tại sân bay Atlanta. Ok. Rồi các bạn, bây giờ mình vô làm thủ tục và check-in nha. Mình có 2 cái vali bự, còn cái này thì mình sẽ carry on. Đây, ok các bạn, thì thôi mình vừa mới check-in xong nè. Thì tất cả là vé máy bay từ chuyến này đi qua San Francisco cũng như là tất cả những cái chuyến khác luôn thì tất cả đã được check-in ở trong đây hết rồi. Thì khi mà các bạn check-in thì các bạn make sure là các bạn phải nhận hết tất cả những cái vé máy bay nha, để mà các bạn không cần phải bị lạc mất hay là các bạn phải mất thời gian tới check-in ở mỗi chỗ. Thì các bạn nên kiểm tra cái vé máy bay của mình trước khi các bạn đi nha. Ok, bây giờ mình sẽ tới cái cửa nha các bạn. Thì ngày hôm nay thì sân bay cũng khá là vắng, không có đông lắm. Nhìn bên trong cũng khá là vắng vẻ các bạn. Okay. Yeah, lâu lắm rồi thì mày mới bay trở lại. Từ Atlanta là mình sẽ đi hãng Delta đi qua bên San Francisco. Rồi sau đó thì mình mới đổi hãng China Airlines từ San Francisco đi qua Đài Bắc của Đài Loan nha các bạn. Alright, ok các bạn, thì mình vừa mới qua được security check. Bây giờ mình sẽ tới cổng T5 nha các bạn, của hãng Delta Airlines để bay từ Atlanta qua San Francisco ở tiểu bang California.
Đây, ok các bạn, thì bây giờ là mình vừa mới tới gần cái cổng rồi, nhưng mà còn rất là sớm luôn. Đây mình đi khá là sớm các bạn, thì thường thường mà các bạn đi bay quốc tế thì các bạn đi sớm trước 3 tiếng đồng hồ, mình đi rất là sớm. Và ngày hôm nay thì sân bay rất là vắng, cho nên mọi thứ rất là lẹ, cho nên là mình vô đây là còn dư mấy tiếng luôn. Bây giờ mình phải ăn cái đã, đói bụng lắm rồi. Để đây là mình có kêu chanh, cái này là strawberry lemonade, tức là chanh với lại dâu, rất là ngon nha, rất hấp dẫn. Còn cái này là các bạn biết thì là cái này là cái phần wings mà không có xương, nên ăn cho nó đỡ bị gặm xương, các bạn kỳ cục lắm. Tại chỗ này đông người qua lại mà ăn mà gặm xương người ta nhìn ghê lắm nha. Phải ở nhà thì ăn xương được, nhưng mà ở đây thì ăn không xương, okay. Nhưng mà rất là hấp dẫn. Rồi ở đây cho mấy cọng celery nữa. Right. Rồi các bạn dip vô cái nước dressing này vô để mà ăn nha. Ok các bạn, thì người ta vừa mới đem một cái dĩa, đây là một cái dĩa salad rất là bự luôn. Rồi tại vì nhằm khi trên máy bay mà mình bay từ Atlanta qua bên Cali á, bay trong nước, nhằm khi người ta không cho đâu ăn. Đấy là mấy cái cánh gà thôi là mình ăn là thấy rất là no rồi, bây giờ ăn thêm cái này nữa các bạn, cho nó chắc bụng ha, cực kỳ chắc luôn rồi đó. Ok các bạn, thì mình đang ngồi đợi máy bay nha, thì cũng khoảng một tiếng mấy nữa thì mình mới lên máy bay. Thì trong cái chuyến đi lần này đó thì mình đặt hãng China Airlines, nhưng mà cái chuyến đầu tiên từ Atlanta đó thì mình sẽ đi qua San Francisco ở bên tiểu bang California, rồi từ San Francisco mình sẽ đi qua Đài Bắc, Đài Loan, và sau đó thì từ Đài Loan mình sẽ bay thẳng về Sài Gòn các bạn. Thì mình sẽ đi 3 chặng. Khác với những lần trước là mình đi hãng Korean Air thì mình chỉ có dừng một chặng thôi, tức là từ Atlanta mình bay thẳng qua Hàn Quốc luôn, và từ Hàn Quốc bay về Việt Nam là chỉ có dừng một chỗ thôi. Tuy nhiên thì cái quãng đường bay nó sẽ lâu hơn, ngồi nhiều hơn. Cho nên thì nếu những anh chị cô chú nào mà muốn mà chẳng hạn như không ngồi lâu, bị sợ bị đau chân hay là gò bó, muốn đi tới đi lui, thì có thể chọn những cái chuyến dừng hai chặng. Tại vì các bạn biết thì cái hãng Korean Air đó là cái trụ sở chính của nó là nằm ở tại Atlanta, cho nên là từ Atlanta là có chuyến bay thẳng về Hàn Quốc luôn. Còn ngày hôm nay là mình đi hãng China Airlines của Đài Loan thì nó không có trụ sở chính nằm ở tại Atlanta, cho nên là mình phải bay qua San Francisco các bạn. Và cái giá vé của cái chuyến đi lần này á, thì cái lúc mình đặt á là khoảng 4 tháng về trước các bạn, tức là khoảng cuối năm 2023, thì cái giá vé khứ hồi từ Atlanta bay về Việt Nam của hãng China Airlines là khoảng 1.700 đô các bạn, khứ hồi của hãng này. Cùng với thời điểm đó thì cái hãng Korean Air là tới khoảng 2.400 một vé khứ hồi các bạn từ Atlanta về Việt Nam. Cho nên thì các bạn thấy thì cái chất lượng dịch vụ của Korean Air có thể nói là người ta bình chọn là tốt hơn hãng China Airlines của Đài Loan. Tuy nhiên thì mình không biết nó tốt hơn như thế nào hay là nó khác biệt nhiều mấy. Đó là lý do tại sao mà ngày hôm nay là mình mới đi hãng China Airlines của Đài Loan thử, để coi là cái dịch vụ nó có ok hay không, và nó có khác biệt về cái chất lượng phục vụ so với hãng Korean Air như thế nào nha các bạn. Ok, thì bây giờ mình ngồi chút xíu nữa thì mình sẽ bay chuyến đầu tiên của hãng Delta từ Atlanta qua San Francisco trước. Đang lên máy bay các bạn, để cầm hình đi máy bay gì đây, Boeing 757 các bạn. Chuyến bay này từ Atlanta đi qua San Francisco là 5 tiếng đồng hồ các bạn. Các bạn, mình vừa ra khỏi máy bay các bạn, và đây là phi trường của San Francisco. Bây giờ mình sẽ tới cái cổng A11 để mà đợi chuyến bay từ San Francisco về Taipei nha các bạn, ở Đài Loan. Đây, ok các bạn, thì hiện tại thì mình đang ngồi trong cái quán này ở gần cái cổng để mà đợi chuyến bay từ San Francisco về Đài Loan nha các bạn.
thì phải nói là nếu như mà các bạn đi nội địa, khi các bạn đáp xuống sân bay San Francisco, các bạn đi từ nội địa các bạn qua quốc tế là các bạn phải đi bộ rất là dài luôn. Thì mình đi bộ khoảng 20 phút liên tục luôn các bạn. Và ở đây thì nó không có cái train giống như là cái tàu thuận tiện giống như là sân bay Atlanta. Cho nên là những anh chị cô chú nào mà nếu mà đi đáp nội địa ở San Francisco xong rồi chuyển qua quốc tế để mà đi về Việt Nam thì sẽ rất là cực, bởi vì phải đi bộ rất là xa các bạn. Và khi mà mình tới đây thì mình thấy quá trời đông người Việt Nam với lại người Trung Quốc, người Tàu, đủ thứ hết trơn luôn, rất là đông ở đây. Có thể nói là các bạn về đây các bạn tưởng giống như là cái khu là của châu Á vậy đó. Khi mà các bạn qua cái cổng international này, các bạn đi vòng vòng ở khu vực này các bạn cũng thấy toàn là người châu Á không. Thì bây giờ là mình ngồi đợi một chút xíu nữa là mình sẽ bắt chuyến bay của hãng China Airlines, và đây là lần đầu tiên mình đi hãng này. Và khi mà các bạn tới cái cổng đó thì các bạn phải đi đổi lại cái vé nữa. Khi mà các bạn tới đây các bạn phải check in lại cái hành lý carry on của mình, tại vì khi mà người ta cân lên cái hành lý carry on của bạn mà dư quá 7kg thì họ sẽ bắt các bạn là check in cái carry on đó luôn. Cho nên là bây giờ là mình chỉ còn mang cái ba lô đi thôi các bạn. Đó, thì cho nên là đây cũng là một cái điểm lưu ý nữa khi mà các bạn đi hãng China Airlines nha. Ok, thì bây giờ mình ngồi một chút xíu nữa thì mình sẽ đáp chuyến bay của hãng China Airlines về tới Đài Bắc của Đài Loan các bạn ha. Okay. Các bạn thấy thì chuyến bay này rất là đông người luôn. Đấy. Thì những cái máy bay mà đi đường dài là những cái bay rất là lớn các bạn. Alright. Đây là first class. Rất là đã không? Wow, mấy cái ghế trong đây đã nha. Chút xíu mình ngồi thử coi nó có êm hay không. Máy bay rất là đẹp các bạn. Rồi mấy cô chú người Việt Nam quá trời luôn. Đây mình thấy người Việt Nam với lại người ở bên Đài Loan. Đi về bên Đài Loan. Em ngồi ở trong đây à? Oh, yeah. It's okay. Thank you. Come on. Thank you. Alright, các bạn, chỗ của mình ở đây sát cửa sổ. Wow. Mấy em tiếp viên xinh tươi chứ giỡn đâu. Wow. Máy bay mới nha. Ok. Right. Đúng như là mình tìm hiểu. Em này là dễ thương nha. Đó, tiếp viên cũng rất là dễ thương, không kém gì Hàn Quốc đúng không? Mình rất là thích chiếc máy bay này rồi đó. Đấy, rất là đẹp nha. Thì đây là chiếc máy bay Boeing 777 các bạn, 777. Ok, thì nó thì mà các bạn đi hãng Korean Air thì nó dùng máy bay cũ hơn. Máy bay 747 là 747 là đời cũ rồi. Còn 777 là đời mới sau này các bạn. Cho nên là các bạn nhìn máy bay nó rất là đẹp ở bên trong. Ghế nó cũng khác, màn hình nó cũng đẹp hơn. Right. Bên trong cái màu nó cũng làm rất là ấm các bạn. Mình rất là thích cái ghế ngồi cho rất là comfy. Right. So everything is really good here. Okay. Mình đi hãng Korean Air mấy năm liền thì mình thấy nó vẫn dùng máy bay Boeing 747 từ thời cũ các bạn. Mặc dù là cái service của nó có thể là tốt, nhưng mà cái máy bay của nó dùng là máy bay cũ hơn máy bay này. Thì máy bay này các bạn lên các bạn nhìn thấy rất là đã. Right. It's really good. Wow, các bạn thấy cái sải cánh của nó quá đã luôn, mình ngồi ngay cái cánh luôn. Rồi right, phía trên phần trước của máy bay cho nó sẽ đỡ bị rung lắc các bạn. I love it. Right. Ở đây mình sẽ cho các bạn coi là họ cho cái gì nha. Ở đây là họ cho một cái mền ở đây nè. Ở phía sau lưng này cho một cái gói lót ngay với ngay cái lưng của mình. Right here. Các bạn, một điều mà các bạn có thể thấy là khi mà các bạn đi mấy cái hãng của châu Á, chẳng hạn như các bạn đi hãng Korean Air
hay là mấy cái hãng giống như là của China Airlines giống vậy, thì các bạn thấy là nhân viên đều đeo khẩu trang. Nhưng mà khi các bạn đi mấy cái hãng Mỹ thì là không có đeo khẩu trang, nhân viên không cần đeo khẩu trang các bạn. Là người có người có cũng vài người đeo thôi, còn lại những khác thì không có đeo. Nhưng mà hầu hết những nhân viên ở những cái hãng máy bay của châu Á là đều đeo khẩu trang hết các bạn. Đây. Rồi, đem cho các bạn coi cái màn hình nha. Rồi, thì bắt đầu là qua màn hình welcome, để các bạn hãy chọn ngôn ngữ. Ở đây tiếng Tàu, tiếng Nhật, tiếng Anh. Từ San Francisco mình bay qua Đài Loan là 13 tiếng đồng hồ. Right, 13 tiếng ròng rã. Còn bình thường nếu mình đi mà mình bay thẳng từ Atlanta đi qua bên Hàn Quốc là mình bay cũng khoảng 17 tiếng mấy các bạn. Thì tại vì cái này lúc nãy là mình đi một chặng đầu tiên là từ Atlanta qua San Francisco là lúc nãy là 5 tiếng rồi. Và bây giờ là phần còn lại là mình sẽ bay khoảng 13 tiếng nữa thôi. Bạn cần dịch vụ online hiệu quả cho nhà hàng của mình? Đã có Skiply với hơn 20 dịch vụ hữu ích cho nhà hàng. Hơn 2.000 nhà hàng tin tưởng trên khắp 50 tiểu bang hiện nay. Skiply, lựa chọn tối ưu cho nhà hàng người Việt tại Mỹ. Rồi, ok các bạn, và đây là bữa ăn chính đầu tiên của hãng China Airlines nha. Rồi, thì ngày hôm nay á, trong cái bữa ăn này người ta có hỏi có hai cái lựa chọn. Một là cơm gà, với lại là mì, với lại thịt bò. Thì mình chọn ăn cơm gà nha các bạn. Ok, thì một trong hai thôi chứ không nó đòi hai cái thì không được. Rồi, thì ở đây á, cho mình chai nước nè. Rồi, chai nước. Mình coi cái này là cái gì. Dạ, chút xíu nữa mình ăn thử cái này coi cái là cái gì nha. Mà có tôm nè các bạn thấy không? Có tôm rồi cơm trộn cái gì đó. Đây có một cái hũ nữa là trái cây trắng miệng. Cái là trái cây trắng miệng ở đây. Chút xíu mình ăn thử. Đây như là butter hay gì nè. Đây butter. Ok. Đây là bơ. Đây cái bánh mì. Đây. Rồi. China Airlines. Các bạn nhớ nha, hãng này là của Đài Loan nha, chứ không phải của Trung Quốc. Ok. Rồi. Ta-da. Nhìn cũng hấp dẫn hết chứ bộ. Đấy, rất là thơm. Đấy. Và một điều mình muốn nói với các bạn biết là máy bay này bay cực kỳ êm luôn. Bay rất là êm các bạn, nó cất cánh nên rất là êm luôn. Tại vì máy bay lớn á, động cơ nó mạnh, cho nên là nó bay lên cất cánh rất là đã, bước rượt. Bay nãy giờ mà không có bị rung lắc gì hết, rất là sướng luôn, rất là êm. Lên là ngủ liền ha. Và cái ngồi cũng khá là thoải mái nữa. Đấy. Rồi, thôi bây giờ mình ăn thử cái này đi. Đây, giờ làm thử một cái nha. Cái vị cũng ngon á. Rất là vừa ăn các bạn. Đúng ngũ vị người châu Á luôn. Xong thì thấy còn 11 tiếng 39 phút nữa mới tới chỗ. Bây giờ mọi người ăn xong là các bạn biết đi đâu không? Đi vô nhà vệ sinh đó. Right. Là bắt đầu người ta sẽ chen chúc đi vô nhà vệ sinh. Lúc này là rất là khó để mà đi vô nhà vệ sinh, cho nên là ráng đợi chút xíu nữa cho người ta đi hết rồi bắt đầu mình đi sau cũng được. Còn khoảng 7 tiếng 13 phút nữa là mình mới tới Đài Loan các bạn, Taipei.
qua ngủ nãy giờ, ngủ rồi thức, thức rồi ngủ, vật vã luôn á. Người thì ngủ, người thì coi phim. Yeah. Đây, thì chỉ hy vọng là nó thời gian nó qua mau thôi các bạn. Đây, ok các bạn, thì còn 2 tiếng nữa là sẽ tới Đài Loan nha các bạn. Thì bây giờ là gần sáng rồi. Thì người ta sẽ cho thêm một suất ăn sáng nữa. Đấy. Thì ở đây là mình kêu noodles. Còn cái này thì cũng giống như là trái cây tráng miệng. Cái này là yogurt. Cái này là mình kêu coffee. Đấy, cho một cái bánh mì. Đấy. Cái này là mì, cái này là thịt heo các bạn. Đấy. Pork noodles. Rồi thêm mấy cọng rau nữa. Là xong, rất là đơn giản. Vì vậy cơ bản là mình thấy đồ ăn ở đây cũng nói chung là cũng ok. So với đồ ăn của hãng Korean Air thì nó cũng tương đương với nhau các bạn. Không có gì là quá đặc biệt, cũng không có quá tệ. Mọi thứ nó ok, là tương đương về cái phần mà đồ ăn so với hãng Korean Air nha. Sau 13 tiếng thì mình cũng vừa mới đáp xuống Taipei ở Đài Loan các bạn. Bây giờ ra sân bay. Wow, mệt mỏi luôn, 13 tiếng vất vả. Bây giờ đang là 5 giờ rưỡi sáng ở tại Đài Loan các bạn. Thank you. Bye, thank you. Bye bye, thank you, xin chào gì đó. Ok, cuối cùng cũng được giải thoát khỏi chuyến bay thứ hai các bạn. 13 tiếng đồng hồ. Oh, đây có tiếng Việt luôn. Alright, các bạn muốn transfer connecting flight thì các bạn đi qua bên này. Thank you, after. Ở đây chắc khách Việt Nam đi đông cho nên là trên đó là có nói tiếng Việt nữa. Rồi ở đây cũng có để tiếng Việt nữa. Rồi. Thì bây giờ là mình sẽ transfer một chuyến nữa các bạn để bay về Sài Gòn. Thì mình sẽ đợi ở đây tầm khoảng 2 tiếng đồng hồ thôi. Alright. Trong đây trang trí mấy cái tượng này. It's kind of cute. Và đây là sân bay ở Taipei nha các bạn. Ở tại Đài Loan. Rất là Trung Hoa luôn. Rồi, trong này cũng đẹp chứ bò. Đây các bạn. Bây giờ đi bộ nữa rồi. Với đi bộ có xa hay không? Đây, cho các bạn đi xem một vòng nữa nha. Ở sân bay của Đài Loan. Đây là lần đầu tiên mình tới Đài Loan nè các bạn. Hy vọng là Đài Loan sau này không có bị Trung Quốc nó chiếm. Ngày xưa mình tới Hồng Kông một lần. Cũng là hên lúc đó là Hồng Kông vẫn chưa bị Trung Quốc chiếm các bạn. Rồi, bên trong rất là sạch không? Rất là sạch. Sáng sủa, đẹp. Bây giờ đang là sáng sớm á, cho nên nhiều cái chỗ hồi chưa có mở cửa hay sao á. Khá là yên vắng. Bây giờ đang là 5 giờ rưỡi sáng các bạn. Ở tại Taipei. Các bạn tới đây là các bạn phải coi là chuyến bay của mình là chuyến bay mấy thì mới biết là đi cái cổng nào. Thì bây giờ ở đây là chưa có cổng. Thì chuyến bay của mình là CI781. Cũng là của Đài Loan luôn. Để mình coi là cổng số mấy. Alright. Yep. Yeah, the same flight. Yeah. So A6. Yeah, A1 and 9 over here. Just go straight. Here you go. Alright các bạn, nhìn vô lòi con mắt luôn. Alright các bạn, thì mình thấy là mấy cái màn bên đây bây giờ nó người ta còn sớm người ta đóng cửa đó, nhưng mà rất là đẹp, các bạn thấy không? Rất là sáng sủa đẹp ha. Người nào mở cửa ra chắc còn nhiều cái để coi nữa. Rất là tiếc là bây giờ là sớm quá, bây giờ người ta không có mở cửa. Nhưng mà nhìn xung quanh rất là sạch sẽ và đẹp á. Bên đây có cái tiệm để bán rượu nè. Let's go take a look. Johnny Walker. Này là bán tiền Đài Loan các bạn. Này là có bạn phải đổi ra tiền đô nữa.
Đây, Johnny Walker này. Johnny Walker Blue Label này là 9.800. Tiền của Đài Loan á. Ồ, ở đây có cái máy cho các bạn lấy nước miễn phí ở đây luôn. Oh, that's good. Rất là tiện ích hả? Ở đây có mấy cái máy bán nước. Đây. Kind of cool. Đây có điện thoại. Nhìn rất là sạch sẽ không? Rất là sạch sẽ, đúng không? Exploring Taroko National Park. Có mấy cái địa điểm để các bạn có thể đứng chụp hình được. Có thể là mấy cái chỗ này là mấy cái địa điểm nổi tiếng ở Taiwan. Đấy, nhưng mà người ta làm cái cảnh giả để mà chụp hình thôi. Thì mấy cái chỗ giống như cái chỗ ngồi nghỉ, nhưng mà vừa ngồi nghỉ, vừa ghé layover mà vừa chụp hình nữa các bạn ha. Lưu niệm rất là hay, làm rất là đẹp ở trong này luôn. Cái này là China Airlines Lounge. Bạn nào vô lounge là hấp dẫn lắm nha. Đó, vô lounge rồi vô đó có phòng tắm rồi, có chỗ nghỉ ngơi rồi. Everything. Đây mấy cô mấy chú này, người mấy cô mấy chú này ở Việt Nam. Đi về Việt Nam luôn. Có nhiều cô đi về Hà Nội, nhưng mà đa số thấy mấy cô này về Sài Gòn thì phải, chắc đi cùng chuyến của mình luôn. Ở đây nó có để là toilet bao nhiêu mét để cho các bạn biết là sắp tới ha. Đó, bên trái cũng có 70m, có cái toilet người ta chỉ dẫn rất là rõ ràng. Ở bên đây có một cái kiểu trang trí nữa, tức là các bạn đi mỗi khoảng một khoảng nó sẽ trang trí một cái chỗ khác nhau để các bạn ngồi nghỉ, chụp hình luôn. Rất là đẹp. Happiness, peace, auspicious, health and wealth. Rất là yên tĩnh, relaxing. Chắc bây giờ còn sớm mới cho nên nó relaxing. Đây các bạn thấy có đủ shop ở trong này luôn. Nike, Puma, The North Face ở bên này. Rồi nhiều mấy cái shop bên phải nữa. Rất là nhiều shop nhưng mà tại vì sớm quá chưa có chỗ nào mở cửa hết, rất là ổn. Có mỗi một cái trạm người ta sẽ có chỗ để các bạn lấy nước miễn phí ở đây luôn. Rất là tiện lợi cho khách. Rồi mỗi một chỗ nó cũng sẽ có mấy cái điện thoại để các bạn bỏ coin vô, bạn gọi. Đây người ta có để cái đồng hồ ở đây để cho các bạn biết giờ, các bạn canh giờ, bạn biết chuyến bay của mình để không bị trễ ha. Một những cái chi tiết rất là nhỏ nhặt đó thôi nhưng mà nó giúp ích rất là nhiều, rất là tiện ích. Đây chỗ này cũng rất là đẹp nè, hay trang trí đẹp không? Đấy. Nên các bạn mà không mà gấp gáp là các bạn ở đây các bạn đi vòng vòng, đi dạo, đi mua sắm, ngồi ô chỗ này bán coffee nữa, smell really good. Hầu như là khi các bạn đi tới đây rồi là rất là nhiều người Việt Nam cũng quá cảnh ở đây để mà về Sài Gòn các bạn, hay là đi Hà Nội. Cho nên là mình nghĩ là cái lượng khách Việt Nam tới đây cũng rất là đông á. Wow, đẹp đó chứ. Rất là đẹp ha. Wow, bán rượu quá trời rượu luôn. Hey, ok các bạn, thì đây là cái cổng là mình sẽ đi ngày hôm nay về Sài Gòn nha, 7:20 bay. Rồi, bây giờ mình sẽ đi xuống dưới luôn. Wow, it's beautiful down here, huh? Hey, hello các bạn. Ở đây là trong toilet luôn. Tại vì mình sẵn mà vô đây quay cho các bạn coi. Toilet nè, bây giờ có cái nút để mà bấm để nó xịt nước lên luôn nè. Giống như cái remote luôn, ghê chưa? Thì chút xíu mình sẽ thử nha. Này, cái cảm giác rất lạ lắm đây. Ha. Các bạn muốn xịt kiểu nào là nó có hết. Đủ thứ kiểu xịt luôn nha. Nhằm khi sướng quá là ngồi ở đây lâu quá, trễ chuyến bay á. Nhưng mà phải nói là trong đây rất là sạch sẽ và hiện đại nữa. Thì nhưng mà nhìn kỹ là toàn là tiếng Tàu không à, không biết xài sao luôn. Bây giờ bấm nó cũng không biết làm sao luôn các bạn. Bây giờ mình bấm sợ là nó xịt bậy tùm lum tùm la, là ức nhẹp luôn á, là khỏi bay. Ở đây nó có cái nút là SOS Emergency Room. Đó, tức là cái nút này là nút khẩn cấp nè. Nhằm khi là mấy khi là bị mà giống như là bị hết giấy là bấm nút khẩn cấp chắc vậy đó. Ok, còn ở đây là có flush button. Cái giò này là cái vặn, cái van này là để flush để mà các bạn dội cầu á. Okay. Nó cũng khác nữa. Okay. Nhưng mà cũng không sao, trong đây có giấy luôn. Rồi có the second option. Không sao, nếu không biết dùng nước thì dùng giấy bình thường thôi. Theo như cách mà người Mỹ vẫn xài mỗi ngày, tức là dùng giấy nha các bạn. Rồi. There you go.
Đây đây các bạn, đây là máy bay của hãng China Airlines và đây là cái logo của cái hãng này. Đấy, là cái hoa anh đào. Okay. China Airlines. Các bạn thấy cái logo này là các bạn biết hãng của Đài Loan nha. Okay. The second iron. The other side. Okay. Yeah. Thank you. Sorry. Yeah. Oh, yeah. Sorry. 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 Phi máy bay rất là lớn luôn, mình tưởng đi máy bay nhỏ chứ. Tại vì có thể là khách về nhiều các bạn, cho nên người ta có máy bay lớn đi. Yeah. Rất là rộng rãi và thoải mái, các bạn thấy không? Đây là cái chân của mình, rất là rộng rãi và thoải mái. Đấy, máy bay rất là đẹp. Ở đây mình bây giờ mình coi máy bay này, máy bay gì? À, lần này mình đi máy bay Airbus 350-900 các bạn. Đây, ok các bạn, thì bây giờ là máy bay chuẩn bị cất cánh nha. Thì từ Đài Bắc mà các bạn về Sài Gòn này chỉ mất khoảng 3 tiếng 15 phút thôi. Thì nếu như các bạn đi hãng Korean Air thì từ Hàn Quốc mà bay về Sài Gòn này cũng mất khoảng 6 tiếng. Cho nên là nếu như các bạn đi cái hãng này thì các bạn sẽ tiết kiệm được khoảng vài tiếng đồng hồ ở cái chặng cuối cùng này các bạn. Rồi. Đây, ok các bạn, thì không ngờ là chuyến bay có 3 tiếng đồng hồ nhưng mà mình cũng được phục vụ đồ ăn buổi trưa nữa. Thì cái này là mình kêu beef spaghetti. Alright. Dạ, thì giống như mấy cái phần mà lúc nãy là mình đi chuyến kia thì mình vẫn có là mấy cái trái cây tráng miệng nè. Rồi mấy cái này là giống như là cái salad vậy đó. Corn, tomato. Còn cái này là, cho các bạn coi, beef spaghetti. Có nghĩa là spaghetti thịt bò đó. Nhìn ngon không? Rồi ở bên cạnh này mình có rau, rau cải nữa. Đó. Yummy. Mình tưởng 3 tiếng mà không có đồ ăn nhưng mà cuối cùng cũng có đồ ăn luôn. That's good. Nghĩa là bay quốc tế các bạn thì được phục vụ đồ ăn, ăn trưa. Yeah, cái này cái cheese ở trên hay cái gì đó. Đây. Ở đây là cái gì để mình coi. À, mình có kem nữa. Có một quả hũ kem ở đây, rất là ngon không? Còn cái này là một cái bánh mì nhỏ. Ở đây là mình lấy cái apple juice ngay chỗ này. Rồi, right. Rồi, quất thôi các bạn. Ăn xong nữa là chắc máy bay nó sẽ đáp luôn rồi đó. Tại vì chỉ có 3 tiếng đồng hồ thôi, rất là nhanh. Đây các bạn, phải nói là đồ ăn ở đây rất là ngon, ăn vừa miệng luôn. Ở đây cái kem này là kem ô long tea. Hey, ok các bạn, thì cuối cùng sau 3 chặng bay thì mình cũng đã tới được Sài Gòn, Việt Nam rồi. Ok, mà bây giờ chưa xong đâu, bây giờ phải lấy hành lý. Man, đã hành lý lâu nè, rồi xong rồi ra khỏi hải quan là cũng cả một khoảng thời gian nữa. Tại vì, rất là lâu luôn á. Bây giờ mình sẽ coi là mình sẽ ra khỏi sân bay này mất khoảng bao lâu nữa nha. Wow, các bạn thấy, hàng quá trời dài luôn. Lúc nào cũng vậy hết. Còn lâu mới ra khỏi chỗ này. Always packed. Giờ các bạn, lần nào mình về thứ nhất cũng giống vậy hết. Một tiếng mấy mới ra khỏi chỗ này. Right, good luck. Rồi các bạn, thì cuối cùng cũng đã xong một tiếng đồng hồ luôn. Ra hải quan với lại lấy hành lý, cũng hơn là hành lý là hết rồi. Trời ở ngoài đứng quá trời luôn, rất là nóng. Có
con bực với lại đây sao đó. Rồi, ok các bạn, thì cuối cùng mình cũng ra khỏi sân bay rồi. Cực hình luôn. Quá trời đông các bạn. Bên ở ngoài nóng thật dễ sợ luôn. Rất là nóng và hầm luôn á. Cực kỳ nóng và hầm. Độ ẩm rất là cao cho nên là vừa ra là bây giờ cái người mình nó rít chịch luôn. Bây giờ là mình sẽ đợi xe của anh Trung ở dưới Bến Tre. Anh lên đây, anh chở mình về dưới luôn các bạn. Thì anh Trung ngày xưa là mình có đặt hẹn với ảnh chở mình một lần rồi. Có thể là các bạn sẽ biết anh Trung ở những cái video trước, mà lần trước mình về Việt Nam thì anh Trung cũng chở mình về Bến Tre luôn. Ok các bạn. It's so so hot and humid. Yeah. Oh yeah. Woo. Gặp lại anh Trung. Trời nó nóng dã man luôn. Man. Bây giờ muốn cởi cái quần dài này lên luôn á, nóng dã man luôn. Ice. Ok các bạn, cuối cùng cũng đã xong hành trình gian khổ. Trời tao nói người ở ngoài đứng gì đâu, quá trời quá đất luôn, bà con, cô chú họ hàng gì đó kéo lên quá trời quá đất. Yeah, đã nóng mà còn đứng chen chút nữa. Tội nghiệp vậy sao. Oops. Đây, ok các bạn, thì lần này là mình đi về có một mình thôi. Thì bà xã mình chuyến này đi, mình đi có rất là ngắn ngày. Mình đi, mình đưa mẹ mình qua cho nên bà xã mình không có đi. Chỉ có mình đi thôi cho nên mình phải tự xử. Cầm camera, điện thoại, tùm lum tùm la đồ đạc. Tôi nói tới rất là nhiều thứ. Ok, thì bây giờ là mình muốn tóm tắt lại cái hãng China Airlines mà mình đi lần này. Thì về cơ bản mà nói về cái phần mà dịch vụ đồ ăn hay là máy bay là coi như mình nói là cái phần về đồ ăn với lại dịch vụ là nó tương đồng với lại Korean Air. Và về chiếc máy bay thì đương nhiên chiếc máy bay này là nó mới hơn, cái đời nó mới hơn, các bạn đi sử dụng Boeing 777 thì mình rất thích chiếc máy bay này, rất là mới và bay rất là sướng, rất là đầm luôn các bạn, không có bị rung lắc gì hết. Coi như là trong cái chuyến đi lần này của mình là có 3 chuyến bay, là 3 chuyến bay đều rất là êm và cất cánh đáp đồ rất là mượt mà luôn, không có bị bump gì hết trơn, rất là good. Cái ưu điểm nữa của cái hãng này đó chính là giá nó rẻ hơn hãng Korean Air rất là nhiều các bạn. Thì cùng một thời điểm thì là Korean Air là khoảng 2.400 là khứ hồi, nhưng mà hãng China Airlines này thì là khoảng 1.700 thôi là khứ hồi nha các bạn, cho nên giá nó rẻ hơn nhiều nhưng mà lại chất lượng dịch vụ nó như nhau. Cái nhược điểm của đây của nó là nó không có, thí dụ là mình là người ở từ Atlanta cho nên là mình sẽ không có cái chuyến bay trực tiếp luôn đi thẳng từ Atlanta của China Airlines đi thẳng về Việt, đi thẳng về Đài Bắc, cho nên là mình phải quá cảnh ở San Francisco. Cái đó là cái nhược điểm, mà quá cảnh San Francisco thì các bạn phải đợi đó mấy tiếng cho nên là mất thời gian. Đây là các bạn mất thời gian quá cảnh, chứ cái thời gian bay là nó còn nhanh hơn khoảng 2 tiếng đồng hồ so với Korean Air. Là nói về cái thời gian bay nha các bạn. Thì đó, thì trong cái video này các bạn có thể xem và các bạn có thể đánh giá được mình có muốn thử cái hãng máy bay China Airlines hay không, của Đài Loan hay không. Về cơ bản mình nói thì mình rất là thích cái hãng này. Máy bay, đồ ăn, thức uống và dịch vụ, mọi thứ đều ok. Cái mà mình không thấy thích ở đây đó là cái sự bất tiện khi mình phải đi qua San Francisco, mình stop ở đó tới 4-5 tiếng. Thì có thể là tùy cái chuyến bay, nhằm khi các anh chị của chức bạn nào sống ở tại California đó thì có thể đi thẳng luôn từ bên Cali, không cần phải dừng giống như mình. Tại vì mình là từ ở bên bờ đông của nước Mỹ cho nên mình phải bay sang bờ Tây, cho nên mình phải quá cảnh ở đó cho nên mất thêm mấy tiếng nữa các bạn. Thì đó là cái điều hơi bất tiện một chút xíu. Tuy nhiên tất cả những thứ khác còn lại thì China Airlines rất là good nha các bạn. Thì mình recommend đi cái hãng này nếu các anh chị, cô chú và các bạn nào muốn thử một cái hãng khác giá rẻ hơn, các bạn có thể thử hãng China Airlines. Và đương nhiên giá rẻ thì các bạn phải chịu khó đi bộ một chút xíu. Thì cái phần mà bên sân bay của San Francisco đó là các bạn phải đi bộ khá là nhiều nếu các bạn chuyển từ nội địa sang quốc tế ở cái tại sân bay San Francisco nha các bạn ha. Ok rồi, vậy là xong, tóm tắt như vậy thôi. Bây giờ là mình sẽ đi về quê Bến Tre anh Trung ha. Yeah. Rồi thì về đó xong rồi mình vô mình gặp ông bà ngoại luôn để mà mình giải quyết cái khâu hành lý cho nó gọn gàng.
Rồi vậy là xong. Thôi nhưng mà cái hồi phải ghé hủ tiếu đồ ăn cái nữa. Đấy, bây giờ anh Trung cũng đói bụng rồi. Bây giờ mà bên này cũng đang là trưa rồi các bạn. Bây giờ cũng đang là 11 giờ mấy, 11 giờ rưỡi rồi. Trưa ở tại Sài Gòn các bạn. Quay phía trước cho các bạn coi nè, tao nói xe đông đúc dã man luôn. Qua wow, nhìn xe chằng chịt. Càng lúc em càng về thấy Sài Gòn nó càng đông nữa nha. Đúng không? Càng ngày nó càng đông hơn người trước. Giống như là Atlanta cũng vậy. Bây giờ Atlanta bây giờ xe cũng quá trời quá đó. Đợt trước anh Linh về, đợt hôm Tết mà anh Linh về còn khủng khiếp nữa. Xe. Mùng 1, đúng rồi. Mùng 1, mùng 2 Tết mà nó kẹt mấy tiếng đồng hồ ngay. Kẹt ở ngay cầu đợt anh em mình đi là cầu Rạch Miễu á, dã man luôn. Yeah. Ê, ok. Ý, cái quán này quen quá ta. Quán này tên gì quên rồi? Cơm gà Hải Nam. Cơm gà Hải Nam. Bây giờ là nãy lại cái quán kia nó không có chỗ đậu xe. Bởi vì có xe hơi ở Mỹ, có xe hơi ở Việt Nam cũng khổ mà không có chỗ đậu xe. Cho xuống đây ghe lại luôn. Nóng dã man luôn. Ủa, đi lên chảnh hả? Ok. Yeah. Ok, quán này nổi tiếng hả? Cơm gà Hải Nam. Đây các bạn, này trên đường Nguyễn Tri Phương á, trong trên đường Nguyễn Tri Phương nha. Cơm gà Hải Nam, kiểu Singapore. Địa chỉ 379 Bis Nguyễn Tri Phương, phường 5, quận 10. Giờ đây ngon nhất là cơm gà thôi đúng không? Cơm đùi gà chiên, cơm gà Hải Nam, cơm sườn quay. Một phần ở đây là 60.000, 75.000, 60.000. Coi như 60.000 coi như 3 đô. 3 đô đúng không? Không tới 3 đô nữa. Không tới 3 đô nữa, 60.000 không tới 3 đô nữa. Coi như 3-4 đô đi, đó. Một phần ở đây các bạn. Đây. Đây là dĩa thập cẩm đúng không? Đủ thứ trong này hết. Là mình có thịt gì trong này? Có heo quay nè. Thịt vịt, heo quay. Có thịt vịt, thịt gà, heo quay. Rồi dĩa thập cẩm rồi mình kêu hai cái chén cơm rồi mình ăn. Ở đây là canh khổ qua, cá thác lát. Ở đây có canh khổ qua thịt bằm nữa, nhưng mà mình thích cá thác lát hơn. Đấy. Rồi cho thêm nước chấm nữa. Perfecto. Ok các bạn. Quá đã luôn, vừa mới đáp xuống là Trung dẫn tới chỗ có đồ ăn ngon. Rồi. Rồi. Cái gì cũng có lý hết chứ. Ê, cái nước này chan vô làm sao? Chấm rồi, chấm gà rồi, chấm gà rồi. Cái nước này là chấm vịt. Cá nó dai dễ sợ luôn á. Lần trước đó là Trung dẫn về ăn ở cái quán ở Mỹ Tho, Tiền Giang đúng không? Yeah. Cơm Minh Tâm. Bây giờ là mình ăn cái tên Sài Gòn đó. Mà Trung ăn ra mấy lần? Cô thì ăn đây với hủ tiếu hàng dưới kia, ăn hủ tiếu cũng ngon. Nước chấm ngon hết. Đây là cái miếng thịt heo quay. Right. Then dip the sauce. Man. Cái nước sốt nó kẹo kẹo các bạn. Nước mắm. À, nước gà chấm nước mắm. Bây giờ mình thử cái nước mắm này.
Quá đã, quá đã. Cái da của nó rất là mỏng các bạn. Wow. À, bây giờ là cái bill của mấy cái món này là 368.000 các bạn. Ok, rồi, thank you. Đây, ok các bạn, thì hai anh em mình vừa mới ăn xong ở cái quán cơm gà Hải Nam trên đường Nguyễn Tri Phương. Gà rất là ngon, đồ ăn nó rất là ngon. Có thể là tại mình đói bụng hay sao, chứ là mấy Việt Nam thấy cái gì cũng ngon. Đấy, thì một phần đó là gần 400.000 các bạn ha, gần 400.000 tiền Việt Nam. Ok các bạn, sắp tới nhà rồi. Tuốt ở trong này luôn. Rồi, mẹ bịt kính gì dữ vậy? Im re vậy? Ok, trở lại căn nhà xưa. Bây giờ nó là buổi trưa. Dạ. Ông ngoại hả? Dạ, yeah, các bạn. Ông ngoại là bây giờ... Đây, mình vô kể cho các bạn nghe. Ngoại... chạy vô. Đây. Ngoại, khỏe không? Dạ. Đây, bà ngoại. Bà khỏe không ngoại? Dạ. Rồi, con đem về ngoại sữa. Cô cứ đem đồ cho bà ngoại. Dạ. Ok. Rồi. Dạ. Con này ông ngoại. Dạ, dạ không, có mình cũng về hả? Dạ. Rồi. Ông ngoại mình á là bây giờ bị khối u trên não đúng không mẹ? Dạ, ông ngoại mình đang bị khối u ở trên não. Cho nên là bác sĩ nói là không có tức là mổ cũng không có bảo đảm đúng không mẹ? Dạ. Dạ, cho nên là cho đem về. Dạ. Dạ, thì cũng được mấy tháng rồi. Dạ, nhưng mà bây giờ ông ngoại có nói nhiều không ngoại? Nói được. Dạ, ít nói lắm hả? À, không có nói. Dạ, dạ. Cũng như con thấy ngoại, ngoại không có nói nữa, mà không biết. Dạ, dạ. Dạ. Con ngoại biết không? Dạ, dạ. Ok, để cái chuông rồi để ông ngoại lắc đó thôi. Hay là sao? Dạ. Dạ, ok. Để con cởi cái ba lô. Rồi, mẹ sẵn sàng chưa? Yeah. Ai cũng vậy, con cũng già mà. Đúng không? Mẹ ngồi đi, mẹ ngồi đi. Dạ. Nóng dễ sợ luôn. Rồi, dạ. Vậy mà anh tối nó mới về chứ. Dạ. Tối có phải tính về ghé ra trước mở đầu. Dạ. Ông ngoại bị được mấy tháng? Mấy tháng rồi. Mình là tháng rồi. Trích tết. Mà nói mộ là mình năm thôi không gì chết, bộ chết gì không? Đúng rồi. Thôi nó làm giá mộ. Dạ. Để vậy lấy cái rượu chứ không chịu xét cái cục nhỏ nhỏ đó chứ. Thì... Đợi nhất. Dạ. Nhất mà mấy ra ngoài ăn cơm được không? Ngoài á? Ngoài thì ăn bữa gì ba ông mộ hả? Dạ. Nhưng mà các bạn thấy là bà ngoại tinh thần vẫn còn rất là ok. Đúng không ngoại? Không nói gì. À, bà ngoại vẫn nói chuyện bình thường. Nói chuyện là bây giờ tôi không nghe thấy ha. Dạ. Đó, bà ngoại vẫn còn rất là minh mẫn nha. Chỉ là cái chân bị đau nè. Hay bị đau đầu gối. Dạ, tức là không, bà ngoại là lâu rồi bà ngoại không có đi đâu á. Bà ngoại chỉ ở nhà thôi. Biết bao nhiêu năm rồi hả ngoại? Lâu rồi hả ngoại? Cũng mười mấy năm, mười mấy năm rồi là bà ngoại mình không có đi ra khỏi nhà, không có đi ra khỏi cái phòng luôn á, không vô bệnh viện khám bệnh luôn, không có đi đâu hết, tức là không có khám bệnh gì hết, bà ngoại chỉ ở nhà là uống mấy cái thuốc lạc vặt đó hả, thuốc khớp rồi hả, chỉ là uống thuốc huyết áp thôi, bà ngoại là bây giờ chỉ bị huyết áp thôi hả ngoại, với lại bà ngoại bị tê khớp, xương khớp á là mình thấy mấy người già ai cũng bị đứng không được, không đứng được, tức là ngồi giống vậy thôi, không thế rồi tắm rồi,
Đi được, giờ cũng được. Thôi thì lấy xe đẩy cũng được. Dạ, miễn sao ngoại minh mẫn, ngoại ăn uống được thì được rồi. Thì quan trọng là ăn uống. Người ta nói ăn được ngủ được là tiên đó. Hả? Ông ngoại ngủ được, ông ngoại mới ngủ được. À, ông ngoại thì dễ ngủ. Dạ. Ông ngoại thì dễ ngủ. Dạ. Mà nói là ông ngoại cũng chung ra đó. Dạ, dạ. Còn cái dây vậy mà chung ra. Mà cái dây này để chung ra là mình biết đó, hả? Để ngoài đi. Em không sợ đem nghe đó. À, có cái chuông. Ngoài có chuông này. Chuông này ngoài có cái chuông. À, ngoài cũng có cái đây chuông. Đây là bên ngoài bất động ở đây. Đó này không phải chạy qua. À ok, dạ ngoài cũng có cái chuông nữa, bây giờ là lớn tuổi hết rồi. Đó thì ai cũng vậy thôi, sinh ra rồi lớn lên rồi già đi, ai cũng sẽ trải qua những cái, đúng không ạ? Ai cũng phải trải qua những cái giai đoạn này trong cuộc đời của mình hết. À, thì nói vậy chết bình thường chứ ai cũng chết đó. Đúng rồi, dạ. Đúng rồi. Bây giờ không chết cái này chết cái khác, đúng rồi, dạ. Đó thì dạ, dạ thì thấy bình đạo thôi. Nhưng mà Mỹ sao là mỗi ngày ngoại sống là ngoại cảm thấy thoải mái, không còn cái áp lực gì trong cuộc sống mình nữa, vậy là được, đúng không ngoại? Ở đây dạ. Cậu hai nó đầy đủ lắm. Dạ, vậy được. Sáng ăn và mưa quánh đã uống khoảng dạ. Sẽ đó. Thì sắp tới nữa là mẹ chuẩn bị là mẹ mình sẽ đưa mẹ đi, thì sau này là cậu hai với lại có cậu Phong ở ngoài kia nữa là phụ chăm sóc cho bà ngoại với ông ngoại đó trong khoảng thời gian sắp tới đó. Yeah. Thì thôi, trong cái video này thì cũng khá là dài rồi, từ lúc mà mình đi từ ở bên Mỹ rồi ba chuyến bay để mà về tới Việt Nam, vật vả luôn á. Bây giờ lên trời rất là nóng để mà gặp ông bà ngoại gia đình rồi. Ông ngoại thì nằm kia rồi, ông ngoại thì mình bây giờ là bị não rồi, cho nên là không giống như là kiểu mày gọi là giống như là sống thực vật vậy đó, sống thực vật vậy đó. Nhưng mà bà ngoại mình thì vẫn rất là minh mẫn, mọi thứ vẫn bình thường hết. Dạ. Thì thôi xin ngoại, kích chị mấy chục năm ngoại còn nhớ hết rồi. Đúng rồi, dạ. Mấy chục năm luôn. Ngày xưa mày dẫn con đi khám bác sĩ đúng không? Dạ. Nhớ hồi âm lên đi. Tuổi. Dạ. Đi ra ngoài âm gì mà âm gì mà Nào dữ không? Ở ba ông móc móc họng gì đó, cái đó hồi nhỏ đó, cái đó hồi thơ ông ngoại dạy đây. Dạ dạ đúng rồi. Dạ nhiều kỷ niệm lắm, rất là nhiều kỷ niệm. Thì hồi nhỏ là giống như là mẹ mình đẻ mình ra là sớm nhất, cho nên chỉ có mình là con nít ở trong gia đình thôi. Hồi đó mấy cậu chưa có con gì hết, cho nên là chỉ có mẹ mình là có con nít là mình đó, cho nên là mình được thương hồi đó lắm. Với mình tạo hậu kêu vô làm chán. Yeah. Đi tẹo gắn vô cúp đi. Yeah, đúng rồi. Hồi nhỏ đi đái vui. Dạ, đâu có gì đâu. Dạ, bắt trước người lớn. Đúng rồi, vui. Dạ. Hồi đó mấy cái thời đó là kỷ niệm. Không thốt nữa. Mỗi lần đi đái là vui lắm. Dạ. Xách cơm là trời. Dạ, dạ. Ok thì thôi các bạn, trong cái video này thì mình cũng cho các bạn xem là cái quá trình mình đi từ Mỹ về Việt Nam ha, và cũng là gặp lại ông ngoại, bà ngoại với lại mẹ của mình. Thôi xin kết thúc video này tại đây nha. Video đầu tiên ở trong cái series mình về Việt Nam để đón mẹ đi Mỹ. Thì những cái video sắp tới mình sẽ làm gì và ở đâu và làm những cái hoạt động gì thì mời anh chị cũng cho các bạn theo dõi tiếp nha ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt. Bà ngoại nói tạm biệt đi, bye bye. Bye bye. Yeah.